Chiều qua ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 và cũng là hội nghị cuối cùng trong năm 2012 của Liên minh châu Âu EU đã khai mạc tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Sau gần 10 giờ thảo luận xuyên đêm, rạng sáng nay ngày 14 tháng 12, các nhà lãnh đạo EU đã đạt được sự đồng thuận về việc thiết lập cơ chế giám sát duy nhất SSM cho hệ thống ngân hàng toàn khu vực đồng euro Eurozone. Thỏa thuận được thông qua, theo đó EU sẽ trao quyền giám sát toàn bộ hệ thống ngân hàng khu vực Eurozone cho Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Cơ chế giám sát duy nhất sẽ được thành lập và ECB có nhiệm vụ sẽ giám sát trực tiếp khoảng 200 ngân hàng lớn nhất có giá trị tài sản lên đến 30 tỷ euro, tương đương 39 tỷ đô la Mỹ, trong số khoảng 6.000 định chế cho vay trong khu vực. Điều này đồng nghĩa mỗi quốc gia thành viên sẽ có tối đa 3 ngân hàng chịu sự giám sát trực tiếp của ECB. Dự kiến trong 2 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tìm cách đạt được sự đồng thuận về một liên minh tiền tệ thực sự và sâu sắc. Các nhà lãnh đạo EU cũng đã nhất trí thông qua lộ trình xây dựng và hoàn thiện liên minh kinh tế và tiền tệ nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng, cạnh tranh và việc làm trong toàn khối. Ngoài ra, EU cũng đã thống nhất sẽ tiến hành thảo luận và thông qua cơ chế đảm bảo tiền gửi, cơ chế giải quyết và phục hồi và cơ chế đoàn kết vào cuối tháng 6 năm 2013 và coi việc thực hiện những cơ chế này là ưu tiên hàng đầu đối với các quốc gia thành viên trong tương lai. Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc ngày họp thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy lạc quan cho biết những điều tồi tệ nhất đã ở sau lưng, nhưng EU vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế giám sát SSM là bước đi quan trọng nhằm hướng tới một liên minh kinh tế và tiền tệ ổn định. Việc thành lập SSM đánh dấu một bước đột phá. Cơ chế giám sát này sẽ tăng cường sức mạnh tài chính của khu vực và cho phép xóa bỏ vòng luẩn quẩn giữa nợ xấu ngân hàng với nợ chủ quyền, giúp cho các nền kinh tế đối phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng tiền tệ trầm trọng hiện tại. SSM là cơ chế cho phép các quỹ cứu trợ của khu vực đồng euro tái cấp vốn trực tiếp cho các ngân hàng gặp khó khăn, như các ngân hàng bị vỡ nợ ở Hy Lạp và Tây Ban Nha, mà không cần chất thêm gánh nặng nợ công cho các nước thành viên. Với sự ủng hộ của hai nền kinh tế đầu tàu trong khu vực là Đức và Pháp, cơ chế giám sát SSM đã chính thức đi vào hiệu lực ngày 8 tháng 10 và được coi như là một dạng quỹ tiền tệ quốc tế IMF của riêng châu Âu. Nguy cơ sụp đổ của một quốc gia như Hy Lạp hay Tây Ban Nha ít nhiều đã bị đẩy lùi. Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra sáng sớm nay tại Bruxelles, Bỉ, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố hội nghị đã nhất trí về một lộ trình cho tương lai của liên minh tiền tệ. Chúng tôi đã đồng ý một lộ trình cho sự phát triển trong tương lai của liên minh tiền tệ. Thảo luận về các khía cạnh khác nhau của lộ trình này là một việc làm cần thiết. Hơn hết, quan trọng nhất vẫn là xác định khi nào chúng tôi sẽ làm cái gì. Trong khi đó, trả lời các phóng viên ngay sau khi các cuộc đàm phán đêm qua kết thúc, Tổng thống Pháp François Hollande, người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone cho biết, ông khá kỳ vọng về tương lai của một thỏa thuận liên minh ngân hàng vừa đạt được. Giai đoạn thứ hai của liên minh ngân hàng là tái cấp vốn trực tiếp cho các ngân hàng. Vấn đề này đã được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng 6, và bây giờ nó đã được quy định một cách rất cụ thể. Mặc dù vậy, kế hoạch về liên minh ngân hàng với sự tham gia của các nước không thuộc khu vực đồng euro khiến một số nước như Anh và Thụy Điển đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ với EU. Thủ tướng Anh nói rằng khu vực đồng euro cần một liên minh ngân hàng với sự tham gia của các nước bên ngoài khu vực, nhưng ông cũng nhấn mạnh Anh sẽ thận trọng trong vấn đề này. Thụy Điển, một nước khác nằm ngoài khu vực đồng euro, cũng lựa chọn nằm ngoài liên minh ngân hàng. Tuy nhiên, Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt cho biết nước này đồng ý với việc các nước nằm ngoài khu vực đồng euro tham gia vào kế hoạch liên minh ngân hàng bởi mối quan tâm chính của Thụy Điển là ngân hàng này sẽ làm như thế nào đối với các ngân hàng đang gặp khó khăn. Ngày nào cũng vậy, George lại cùng cô con gái 2 tuổi đang sinh sống ở thành phố Piraeus, miền Tây Nam Hy Lạp, ghé qua cửa hàng tạp hóa gần nhà. Tất cả những gì hai cha con cần mua ngày hôm nay là một bịch bỉm trẻ em và hai lon sữa. Tôi chỉ có thể tiêu nhiều nhất là 10 euro trong ngày hôm nay thôi. Thịt, bơ và dầu ô liu sẽ phải đợi hôm khác mới có tiền mua.
Chỉ trong 2 năm qua, mức sống trong gia đình Job ngày càng đi xuống. Trước kia với mức lương 2.500 euro một tháng của thợ mộc, cộng thêm một khoản thu nhập nhỏ từ lương bán hàng của Lia, hai vợ chồng anh có thể trang trải các chi phí sinh hoạt và có một cuộc sống khá thoải mái. Nhưng từ khi khủng hoảng kinh tế, ngành xây dựng bị đóng băng, việc buôn bán của Lia vợ anh cũng trở nên ế ẩm. Thỉnh thoảng tôi cũng bán được một số đồ sắt thép nhặt nhạnh được trên đường phố. Chăm chỉ thì nhiều nhất là 400 euro một tháng. Xong, cũng có tháng chẳng kiếm được một đồng nào. Những trường hợp như gia đình anh Shock không còn hiếm ở thành phố cảng Piraeus. Trên khắp đất nước Hy Lạp, số người thất nghiệp và vô gia cư vẫn không ngừng gia tăng. Hãng tin Reuters trích một nghiên cứu mới đây cho thấy hơn 64% người vô gia cư nước này là nạn nhân của khủng hoảng kinh tế. Một đợt giá rét đang đến và viễn cảnh hơn 460 người chết vì giá lạnh trong năm 2011 hoàn toàn có thể lặp lại. Bên cạnh bước đột phá về thỏa thuận liên minh ngân hàng, một trong những điểm được báo chí khá chú ý tại hội nghị lần này là việc các bộ trưởng tài chính trong khu vực đồng ý thông qua một gói viện trợ mới trị giá gần 50 tỷ euro dành cho Hy Lạp. Brexit ghép từ Greece Hy Lạp và Exit rời bỏ, thuật ngữ của hai nhà phân tích tại Citigroup phổ biến trên thế giới, vì người ta đã cho rằng thời gian Hy Lạp ở lại Eurozone sẽ chỉ còn tính bằng ngày. Song có vẻ như năm 2013 sẽ là một năm khởi đầu mới đối với Hy Lạp và cả Liên minh Đồng tiền chung Eurozone. Trước khi hội nghị diễn ra, giới ngoại giao và báo chí tại Bruxelles đã thể hiện sự hoài nghi về kết quả của hội nghị lần này khi cho rằng không nên coi đây là một sự kiện có thể tạo bước ngoặt. Một trong những lý do được đưa ra là ở thời điểm hiện tại, khi sức ép của thị trường đã giảm thì tham vọng cải cách sâu rộng của các nhà lãnh đạo EU cũng theo đó biến mất. Đã hơn một năm trôi qua, không biết bao nhiêu những hội nghị thượng đỉnh và những cuộc họp không chính thức bên lề của các nhà lãnh đạo châu Âu đã diễn ra. Những gì mà người ta đã và đang chứng kiến, thành quả đạt được dường như còn quá ít ỏi, và hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 trong năm có phải là một ngoại lệ hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Song có một điều chắc chắn rằng, việc châu Âu thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ lớn nhất trong lịch sử sẽ không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà đó là cả một quá trình lâu dài. Ở đó, tốc độ nhanh hay chậm của nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2012 này.